Chào tất cả các bạn và quý vị ạ. Hôm nay xin phép mê bonsai ngoài luồng tí ạ. Mê bonsai sẽ đến nhà chú và chú đang tỉa lại cây ổi, ổi đào. Đây là gọi là ổi đào của thời các cụ ấy các bạn ạ. Ổi đào mà các bạn ngày xưa ăn quả nó đỏ trong và có vị thơm đấy, thơm thơm đấy. Cái này thơm đấy, ổi đào. Thì đây chú đang cắt giở tay dăm, hôm nay chú cắt tiếp đây các bạn này. Xin chào nhá, xin chào mọi người nhá, xin chào tất cả anh em nhá. Mình mang cắt tỉa với lại dọn những tí quả với cái ổi. Ổi này là cái ổi đào của các cụ trước. Ổi này thơm lắm, chín nó là trong cái ruột nó ruột nó đỏ hồng đẹp thơm. Cây này nhánh từ trong nhánh ở dân từ vườn nhà dân về mà đưa lên chậu, cái này đưa lên chậu lâu rồi, được 3-4 năm rồi, lúc mua bé tí rồi. Cây này nó cũng to cây chứ nhỉ? Cây này to mà đây là chú cắt mà cắt đây thì không làm nó đã có ta chân tay đâu. Đâu cho xem cái vết cắt này. À đây. Đó, vết cắt đấy. Đây vết cắt đây. Vết cắt đây và đã tạo một cái tay ở đây các bạn này. Tạo một tay, nhưng mà lúc chú về đây là mua cây này là vẫn là cây dáng đổ thẳng đây, đằng này chưa có tay đúng không? Chưa, mới chưa có mỗi cái tay. củ ở gốc này thôi. À, thế cây này Mà làm thôi chứ. chú cho lên chậu là cũng lâu đấy, Cái này lâu lâu rồi, rồi, chứ lâu cái rồi. này chất chậu lâu lắm rồi. Mấy Đây năm. là đây là chuẩn ổi đào luôn à chú? Ổi đào luôn đấy, đủ xịn luôn đấy. Đây này giờ bây giờ mới dọn ra cái cành giữa nó ở dưới gốc này ra nhìn đây. Bẽ đẹp lắm. Đây để chú dọn hết những cái tay cành ở dưới đi cho các bạn nhìn cho rõ cây này. Cây này thì nó thuộc dáng gì chú? Cây này là cái trực. Dáng trực. Cây này cũng to, gốc to ấy. Lúc này to mà. Từ đợt chú cho anh chậu giờ đã có quả nào chưa? Ui, ra năm nào thì ra. Năm ngoái thì được hơn chục quả. Năm nào cũng có. Được cái cây ổi đào thì trồng khi quả nó chín rồi quả nó thơm lắm. Quả nó chưa vặt xuống nó ngửi mùi thơm rồi. Này nó thì nó ít quả thôi, nó thưa quả, nó không như ổi găng. Ổi găng thì nó nhiều quả nhưng quả nó nhỏ. Cái này quả nó to. Cái này tôi bắt được quả 9 cái là chẳng bảo nó đến rồi. Ui này. Thế thì ở đây 9 cái mà chưa kịp vặt là chẳng bảo nó đến. Chú cắt cho cháu dây cổ ra cái mà. Dây cổ này nó gọi là chẳng cây. Chẳng cây khác. Để kéo líu cây khác. Trông cái bộ đế này cũng đẹp ấy chứ. Bộ đế này cũng nổi chứ. Bộ đế này nổi mà. Nổi chứ. Cái này nó khỏe lắm, ổi các cụ khỏe mà nó bền cây. Cái này nó không như là ổi lai bây giờ là chơi là nó hay bị thoái hóa cây, nó hay bị chết lắm. Cái này khác được gì. Không có sâu thủng gì hết. Giờ tất cả anh em bonsai không chuyển về những dòng xanh si quy phượng ngày xưa mà giờ toàn chuyển về những cái cây cổ của ngày xưa các cụ hay trồng. Cho có thấy anh em chơi nhiều dòng ổi mẫu đơn rồi, ví dụ như là cây hoa quả là nó hoa giấy hoa diếc hoặc là những cái cây nó thân thiện với cái môi trường nó nhiều. Ai cũng chơi được, xanh si thì có người chơi được có người không. Để cho các bạn nhìn rõ bộ đế của cây đây. Dáng dáng trực các bạn ạ. Năm ngoái được vụ nào ta được gần 20 quả. Thế mà nó có để hết nhiều không để được, để nhiều chứ sợ là hạt nó hỏng cây thì chúng lo cối cây cắt những cái đầu dăm. Dăm tay con nó nhìn rõ. Nó hỏng cây. Cho các bạn ngắm kỹ cây ổi này. Cây ổi này hoa hoa trắng, quả thì ruột đỏ. Cây này nếu mà có anh em nào thích về ổi thì liên hệ trực tiếp với chú qua số điện thoại nhé. Cây này thì chú định cây này thì nó ổi này nó cũng ít rẻ tiền. Thôi chú giao lưu mấy anh em lần đầu làm bạn đi. Cây này nếu lên đường thì bao nhiêu đây? Cây này nếu lên đường là 2 triệu đồng.
chú nói là cây này lên đường là 2 triệu. Cây này là mua trong dân thì nó mua cái phôi nó rẻ mà, về nhà nó chỉ mất cái công làm thôi, mất cái công chăm sóc, trong sóc lâu ngày. Không như những cái khác mà mua dân nó đắt. Cái đầu tay chú cắt, đầu tay cắt để cho răm nó lấy ra, răm nó lấy lên đèo răm cho ra tán. Các bạn ngắm cây ổi nhé, ổi đào, ổi đào của các cụ ngày xưa. Ngày cháu nghĩ ngày trước các cụ có cây ổi đào ấy thì trồng một trồng được cái là toàn chim với người ăn, nhưng mà bây giờ ổi đào này hơi hiếm. Ổi đào này giờ hiếm. Giờ nó toàn găng toàn lai cái loại găng ấy, gọi là găng đào ấy, nhưng mà đây là đào, là đào chuẩn đấy các bạn, đào chuẩn đấy. Cái này là đào xịn luôn. Đang trực các bạn ạ, đang trực. Đang trực. Tay chân này làm tương đối là dẻo ấy. Hiện tại bây giờ thì cây mới nằm ở trên chậu thôi, thì các bạn nhìn nó vẫn chưa được sắc nét. Nhưng mà lai mai các bạn nếu mà có ưng lấy cây về, các bạn phân bón cái thứ rêu rung hết ở đây lên, nhìn có một cái độ thảm rêu nữa, nhìn nó nổi hẳn cái gốc lên luôn. Cái dòng ổi này năm nó ra quả được mấy lần chú? Thường nó được 2 lần. 2 lần. Ổi chính vụ, 1 lần ổi dọc. Ổi dọc à? Ra quả, quả ổi dọc, ổi dọc thì nó ra nó không được nhiều, được mấy quả thôi. Đây. Đây, thân trơn, quái phết đấy các bạn. Làm cái tôi mua nó mới mua vũi gốc này. Đây, lúc chú mua là được vũi gốc rồi thôi. Gốc này. Cái cành này thì chắc là nó chỉ nhỏ bằng cái cành con đây các bạn này. Giờ nó vẹt. Giờ nó to mà chú uốn vào được như này. Nhà có mấy cây ổi mà. Có cây này mới lại ngoài kia cũng có một. Đây đây, đây là nhà chú. Có tất cả có 4 cây ổi. Thế cây còn cây găng này này. Đây 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 là cây găng này chú. Đây cho các bạn xem cây găng đấy nhá. Một cây ổi găng này. Cây ổi găng này thì chắc là trị giá nó cũng không cao bằng cái cây này, cây ổi đỏ đâu. Cây này thì chắc còn tầm mấy trăm thôi các bạn ạ. Cây này có 700-800 thôi. Cây này chưa đến 1 triệu đây cho các bạn xem này. Cây này cây mình cũng xin nói luôn, cây ổi này chú nói đây không phải là cây ổi đào của các cụ, mà đây là chỉ là ổi găng thôi, quả nhỏ thôi. Quả nhỏ mà. Quả nhỏ thôi. Sai quả. Được cái là quả sai. Cây này chú bán với mức giá cho khách thì là tầm 700-800. Đây cho các bạn xem bộ đế nó đây. Chỉ được cái bộ đế nghịch. Bộ đế thì nghịch. Hơi nghịch tẹo, nghịch, dáng nghịch thật. Cái tiền cây là tiền, thậm chí là cái tiền chậu, chậu gần cũng đắt bằng cái tiền cây. À. Thế là nếu mà khách mua là mình gửi cả chậu á? Cái này mình cho tưởng là chú chuyển mỗi cây thôi. Rau, cá chậu toàn luôn. Đây là cá chậu và cá cây là rơi vào tầm 700-800 các bạn ạ. Nếu mà cái cây này dáng nghịch này mà các bạn mà có cái hoàn non bộ ấy thì trồng vào thì chắc là đẹp lung linh. Cây này rất hợp cái dáng hoàn non bộ này. Cái này mà trồng mà người dưới thì cứ chờ thấy một cái hoàn non bộ mà thả nước. Đúng rồi, hoàn non bộ thả nước mà cấy vào cái này cây này vào. Nước mà. Cái hoàn non bộ mà cấy vào đây này. Các bạn nhìn này, dã này rất nghịch luôn nhé. Đang đâm vào đây ngoắt luôn này. Cứ chào rồi này, cứ mãi làm mẫu đơn này, không để ý nó này. À. Dăm đúng nó mọc bừa này. Thế thì mỗi người có một thú chơi khác nhau, thì người thích chơi mẫu đơn, người thích chơi ổi, người thích chơi nhài, người thích chơi hồng, tùy mỗi tính chơi của các bạn, nhưng nó đều là dòng bonsai. Đây, cái ổi đang quái phết nhỉ. Rất nghịch dáng nhá. Này, cành này tiện đây chú chỉnh sửa lại luôn cái tay này đi. Làm thế cho nó nói thôi cho nó
kín cây rồi cho nó ấm cây chứ bây giờ phải cắt đi. Cành đấy là giờ đâm ra thành thừa chứ nhỉ? Đây chú đang tháo ra và để cắt đi đây. Đây là cây ổi ổi căng các bạn ạ. Ổi căng quả nhỏ. Quả nhỏ. Ăn thì nó mềm đấy, hạt nó mềm. Cái này mà có một chậu chơi cũng được, chơi cũng đẹp nó. Cái này mà đúng là có hoàn toàn bộ mà khớ khớ thì đặt vào đẹp luôn. Đây các bạn xem vết cắt này. Rất ngọt luôn. Đây, nhìn cái hình dáng nó khác vào đây các bạn. Đây. Để cho đỡ trống. Trống đứng. Trống đứng cho cây. Đây gọi là đang thổi hồn vào cho cây các bạn ạ. Thổi hồn vào cho cây. Đây mình đứng mặt chính này cho các bạn xem này. Bạn làm mấy thôi. Không phải là tên người. Được cái là cây cây thì chú đánh ở nhà dân về nên đâm ra là chú cũng tự làm đấy và lấy công làm lãi chứ còn không thuê thợ về uốn tỉa, vì nếu mà thuê thợ về uốn tỉa thì nó lên cái mức cây nó lên cao lắm các bạn. Cây ví như là cây này nó rơi tầm 700-800 chú làm thì nếu thuê thợ vào thì cây này nó rơi tầm 1 triệu hơn 1 triệu là cái chắc. Đây là cho chú là hội trưởng hội sinh vật cảnh. Đây xã dân chủ của xã dân chủ ở huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương. Nên mà chú cũng đam mê cây nên chú chủ yếu là lấy cây về vừa giao lưu vừa tỉa toát để lấy cái độ đẹp của cây. Đây bạn ngắm. Từ lúc đầu đã khác rồi đến bây giờ nó sự khác lạ đã rất nhiều các bạn nhìn này. Đã có hồn như cây ở đây. Cây này dáng thì nó cũng hơi nghịch dáng. Được cái bệ đẹp và đây nhá. Xin nói các bạn rằng cá chậu đây, cá chậu và cây này là giá tầm 700-800 đây các bạn. Cây chậu mất 200 rồi. Cây chậu này nó rơi tầm 200 rồi. 200 rồi thì cái cây này tính ra nó cũng chỉ có khoảng tầm 600 đến 700 thôi. Nó không đáng bao nhiêu cả. Cây nó khác. Cây nó khác rất nhiều. Từ lúc tỉa toát trong vòng có mấy phút thôi mà chú đã tạo ra một cái cây khác hẳn lúc ban đầu.